Tại sao mình lại rất coi trọng câu hỏi này? Đó là bởi vì mình vô cùng thích một câu nói rằng hành động xây cầu sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không biết mình sang bên kia cầu để làm gì. Có một câu hỏi mà trong tất cả các lớp học của mình, với tất cả những người học trò của mình, ngay từ buổi đầu tiên thì đã được mình hỏi và làm việc rất là kỹ, đó chính là lý do tại sao bạn lại học tiếng Trung. Tại sao mình lại rất coi trọng câu hỏi này? Đó là bởi vì mình vô cùng thích một câu nói rằng hành động xây cầu sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không biết mình sang bên kia cầu để làm gì. Thì với việc học tiếng Trung cũng như vậy thôi, chúng ta cứ hình dung nhé, đây chính là các bạn trên con đường tầm sư học đạo. Chúng mình đến đây và đều mong muốn là sẽ thành thạo tiếng Trung như người bản xứ đúng không? Rồi đây là một cái mục đích nào đó của các bạn. Có thể là các bạn học tiếng Trung để đi du học, để xin việc, để đi du lịch, để đi đánh hàng, để đu idol, để lấy chồng, để tạo dựng những mối quan hệ mới, vân vân. Bất luận vì điều gì thì chúng ta cũng đều có một mục đích nào đó phía trước. Và chắc chắn trên cái con đường từ điểm A đến điểm B mong muốn này, bạn sẽ gặp rất nhiều những cái chướng ngại. Ví dụ như là hôm nay trời mưa quá em không đến được lớp học, con em quấy khóc quá em chưa làm được bài tập, hay là người yêu em rủ đi xem phim, hay là nhà em có dỗ, hay là em phải chạy deadline, hay là tiếng Trung khó quá, vân vân. Tức là có rất nhiều những cái trở ngại sẽ ngăn cách các bạn, sẽ cản trở các bạn đi đến cái đích mà các bạn mong muốn. Vậy thì lúc này nếu cái mục đích của các bạn nó đủ lớn ấy thì sao nhở? Cái tầm nhìn của các bạn sẽ nhìn thẳng về đây, và những cái chướng ngại vô hình chung nó sẽ trở nên nhỏ bé. Còn ngược lại, nếu như mục đích của các bạn nó chỉ nhỏ bé tin hin thế này thôi thì sao nhở? Những chướng ngại này, những cản trở này nó sẽ trở nên lớn lao hơn bao giờ hết, và nó sẽ che khuất đi tầm nhìn của các bạn. Các bạn sẽ không còn nhìn thấy mục đích ban đầu của mình nữa. Vậy nên một lời khuyên của mình dành cho những người học trò của mình, và ngày hôm nay mình cũng dành tặng cho chính các bạn, đó chính là thật là rõ ràng, các bạn phải làm việc thật là rõ ràng về mục tiêu các bạn tại sao lại học tiếng Trung. Nếu không học tiếng Trung thì có làm sao không? Đúng không ạ? Bởi vì có một câu nói rất hay, đó là không cụ thể thì cũng không thể. Vậy nên mọi thứ cần phải được các bạn hình dung một cách rất rõ ràng. Nếu như hiện tại các bạn đã có cho mình một cái mục đích rõ ràng rồi thì hãy làm sao đó để khuếch trương nó lên, phóng đại nó lên, bởi vì mục đích càng lớn thì động cơ sẽ càng lớn. Còn nếu như cho đến thời điểm hiện tại các bạn vẫn học cho vui, cho biết để cưỡi ngựa xem hoa thì cũng được thôi, không sao cả. Nhưng rất có thể trong một tương lai gần thì các bạn sẽ bỏ cuộc. Vậy nên hãy tìm kiếm cho mình một lý do đủ lớn, tìm kiếm cho mình một cái động lực nội tại nào đó để có thể thúc đẩy các bạn nhanh chóng về đích. Và mình sẽ bật mí cho các bạn một trong những bí quyết mà mình hay hướng dẫn cho học trò mình để tìm ra động lực nhé. Đó chính là các bạn hãy tưởng tượng, hãy hình dung rằng nếu ngay bây giờ các bạn thành thạo tiếng Trung, các bạn nắm chắc tiếng Trung như người bản xứ thì có điều gì tuyệt vời hơn sẽ xảy ra với các bạn. Một công việc tốt hơn, một vị trí tốt hơn, một thu nhập tốt hơn, hay những mối quan hệ chất lượng hơn, vân vân. Thông thường khi nói về việc học ngoại ngữ hoặc là một cái kỹ năng nào đó thì mình thấy có một câu hỏi mà mọi người rất hay hỏi, đó chính là em cần phải bắt đầu như thế nào, hoặc là em cần phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên cái mà mình nhìn thấy mọi người chia sẻ với nhau nhiều hơn nó lại thiên về kiến thức, ví dụ như là từ vựng này, các cấu trúc câu, ngữ pháp, hoặc là những phương pháp để nâng cao một cái kỹ năng cụ thể nào đó, ví dụ như là nghe, nói, đọc, viết. Mà hiếm thấy ai chia sẻ về một cái quy trình tổng quan để giúp cho những người mới học có thể đi từ zero đến hero. Vậy thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quy trình tổng quan giúp cho những người mới học đang chập chững những bước chân đầu tiên biết được rõ ràng rằng tôi phải bắt đầu từ đâu và bước tiếp theo tôi cần làm gì nhá. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Đừng quên chuẩn bị giấy bút và ghi lại những gì mình chia sẻ nhá. Nói về việc học ngoại ngữ, hay là cụ thể ở đây là việc học tiếng Trung, thì mình hay so sánh với học trò của mình rằng việc chúng ta học ngoại ngữ giống như là chúng ta đang xây một ngôi nhà vậy. Vậy thì xây nhà phải xây gì đầu tiên mọi người nhỉ? Chính xác là xây móng. Vậy thì nền móng trong việc học ngoại ngữ mọi người có biết là gì không? Đó chính là việc học phát âm. Mình chắc là ở đây sẽ có nhiều quan điểm cho rằng cần gì phải học phát âm, nói nghe hiểu là được chứ cũng không cần phát âm chuẩn đúng không? Các bạn nghĩ như vậy thì nó cũng không sai và mình không hề phản bác. Tuy nhiên các bạn hãy thử lắng nghe hai câu này xem là câu nào hay hơn nhé. Một, lào sư thì xua sở mợ. Hai, lào sư thì xua sở mợ.
chắc là không khó khăn gì để chúng ta nhận ra rằng bên thứ nhất, cái câu mà mình nói lần đầu tiên nó nghe nó hay hơn, nó có vẻ mượt mà hơn, đúng không? Vậy thì các bạn có quyền lựa chọn không học phát âm. Tuy nhiên mình nghĩ rằng chúng ta mất cùng một khoảng thời gian, công sức và tiền bạc, tại sao lại không lựa chọn cái tốt hơn, đúng không nhỉ? Rồi, và ngoài ra nếu như cái việc học phát âm chuẩn nó chỉ giúp chúng ta nói nghe sang miệng hơn thì có lẽ là mình cũng không bắt các bạn học làm gì, mình cũng không khuyên các bạn nhất thiết phải học làm gì đâu. Tuy nhiên nó còn một cái lý do vô cùng quan trọng nữa, đó là kỹ năng phát âm sẽ là kỹ năng chi phối toàn bộ các kỹ năng nghe nói đọc viết về sau này của chúng ta. Mình lấy ví dụ nhé. À, chữ này chúng ta đọc tiếng Việt sẽ là gì nhỉ? Chính xác là lung linh, đúng không ạ? Lung linh. Vậy nếu chúng ta phát âm được là lung linh thì khi nghe người bên cạnh mình nói là em ơi em hôm nay bầu trời sao lung linh thì sao nhở? À, chúng mình vẫn sẽ phát hiện ngay ra nó là lung linh. Còn nếu bản thân các bạn phát âm ngọng từ này thì khi nghe người bên cạnh nói chắc chắn trong đầu các bạn sẽ hình dung là không biết l cao hay l thấp, đúng không ạ? Và tiếng Việt thì không có l cao l thấp nha mọi người, chúng ta chỉ có l và n. Tuy nhiên bởi vì người ta bị mơ hồ trong phát âm nên người ta đành phải dùng hình dáng của chữ cái để gọi tên nó. Chứ còn nhớ nhá, tiếng Việt chỉ có, chính xác, chỉ có L và N, được chưa ạ? Vậy nên khi mà chúng ta phát âm chuẩn rồi thì kỹ năng nghe, nói, đọc viết của chúng ta dần dần cũng vì thế mà được nâng cao lên. À, làm sao chúng ta có thể nghe và nhận ra một từ nếu chính bản thân chúng ta còn phát âm sai từ đó, đúng không nhở? Đó, và sau khi xây dựng cái nền móng mình thật là vững chắc thì thông thường mình khuyên các bạn hãy dành từ 2 đến 4 tuần để luyện thật vững và chỉ luyện phát âm thôi, đừng vội vàng nhá, dục tốc bất đạt. Rồi sau khi cái nền móng của chúng mình vững chắc rồi thì chúng mình đến xây thân nhà nào. Xây thân nhà ở đây là chúng mình sẽ học từ vựng nha mọi người. Thông thường ở lớp là tôi sẽ hỏi đấy, nhưng mà ở trên video này thì tôi sẽ nói luôn cho mọi người biết là thân nhà đây là việc học gì nhỉ? Việc học từ vựng. Và mình hay so sánh với học viên của mình rằng việc học từ vựng nó cũng giống như là tiền của các bạn đấy. Càng nhiều tiền thì anh chị em mình sẽ càng tự tin, đúng không? Bất luận là chúng mình có dùng hết số tiền đấy hay không. Mình tin là nếu các bạn đi chơi với bạn bè mình mà trong túi cầm 5 triệu thì cái tâm lý nó sẽ khác hoàn toàn với cầm 500 nghìn hay là 50 nghìn, đúng không? Càng nhiều tiền thì càng tự tin, bất luận là chúng ta có dùng hết số tiền đó hay không. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta càng nhiều từ vựng, chúng ta sẽ càng tự tin. Mình chưa bao giờ thấy một cuộc hội thoại nào mà hai người đứng với nhau một lúc nói hết 3.000 từ cả. Nhưng chắc chắn rằng nếu các bạn sở hữu 3.000 từ thì cái tâm lý giao tiếp của các bạn sẽ hoàn toàn khác luôn. Vậy nên nhớ rằng từ vựng chính là tiền bạc, là vốn liếng của mình. Vậy để tích lũy tiền thì cũng như tích lũy từ thôi, chúng mình sẽ có hai từ khóa, đó là chủ động và liên tục. Chúng ta không thể kiếm tiền một tháng và tiêu một đời, đúng không nhỉ? Vậy tương tự như vậy, chúng ta không thể nào học trong 1, 2, 3, 4 tháng mà chúng ta dùng cái vốn liếng từ vựng đó để đi giao tiếp cả đời được. Chúng ta cần phải liên tục bổ sung. Và chủ động ở đây là gì? Đó chính là các bạn phải biết ưu tiên những cái lĩnh vực, những cái từ vựng, những cái nội dung mà mình cần hơn, mình đang thấy là quan tâm hơn thì các bạn phải ưu tiên nó, học trước. Hoặc nếu các bạn không có lĩnh vực nào để ưu tiên cả thì hãy ưu tiên cho những cái nội dung, những cái lĩnh vực mà nó thường dùng nhất, nó gần gũi với giao tiếp đời sống hàng ngày nhất nhá. Rồi, vậy thì sau khi phát âm vững rồi, có một lượng từ vựng đủ xài rồi, chúng ta dần dần tiến đến cái bước hoàn thiện ngôi nhà ngoại ngữ của mình bằng cách học gì nhỉ? Đố mọi người biết. Chính xác, đó chính là chúng ta sẽ học ngữ pháp. Ở cái nhà đây mình vẽ hơi xấu, mọi người có thể vẽ đẹp hơn vào trong vở của mình nhé. Chúng ta sẽ học ngữ pháp. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra là ngữ pháp có quan trọng không ạ? Ngữ pháp vô cùng quan trọng trong việc học ngoại ngữ nha mọi người. Mình không phủ nhận cái tầm quan trọng của ngữ pháp. Tuy nhiên có một điều các bạn cần lưu ý rằng nó quan trọng ở giai đoạn nào. Với những người mới học, với những manh chiếu mới ấy, thì tạm thời mình khuyên các bạn là hãy gác ngữ pháp sang một bên. Bởi vì nếu chúng ta vừa mới học đến phát âm còn chưa sõi mà chúng ta lại cứ phải phân vân xem là chủ ngữ đứng đâu, vị ngữ đứng đâu, động từ đứng đâu, phó từ đứng đâu, trợ từ đứng đâu, bổ ngữ đứng đâu, vân vân thì vô hình chung chúng ta sẽ bị hạn chế đi cái khả năng nói phản xạ, nói tiềm thức. Và đôi khi người bản xứ chờ chúng ta sắp xếp xong một câu đúng ý, đúng nghĩa thì họ đi mất rồi, đúng không ạ? Vậy nên trong cái thời điểm đầu tiên khi mà mới tiếp xúc với ngôn ngữ thì mình khuyên là các bạn hãy tạm gác ngữ pháp sang một bên. Bởi vì chức năng chính của ngôn ngữ là dùng để giao tiếp. Và mục đích của giao tiếp là để cho chúng ta hiểu ý nhau, có thể truyền đạt một cái thông điệp nào đó và đi đến một cái thống nhất chung nào đó. Vậy nên mình lấy ví dụ nhé, có một anh khách nước ngoài
bước vào một cửa hàng phở và nói là anh ơi cho tôi một bát gà phở, thì theo các bạn anh chủ hàng sẽ mang ra cái gì đó? Chắc chắn là một bát phở gà chứ không thể nào là một bát phở bò được đúng không? Vậy nên các bạn thấy rằng anh khách nước ngoài kia nói có đúng ngữ pháp không ạ? Hoàn toàn không, nhưng mà anh chủ quán thì vẫn sẽ hiểu được. Vậy nên các bạn luôn luôn phải xác định cái tâm lý này. Cho dù tôi có chẳng may nói sai ngữ pháp đi chăng nữa, nhưng mà tôi phát âm đúng và tôi dùng từ vựng đúng thì đối phương vẫn sẽ hiểu được ý của tôi. Vậy nên hãy cứ mạnh dạn nói đi. Và chính cái sự mạnh dạn nói đó sẽ giúp cho các bạn dần dần kết hợp với học tập rèn luyện trau dồi sẽ hoàn thiện được cái mái nhà ngữ pháp của mình. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau tổng kết lại một chút nhé. Để có thể học ngoại ngữ hiệu quả, hay là tiếng Trung, tiếng Anh hay tiếng gì cũng thế thôi, thì việc đầu tiên mình khuyên các bạn rằng nên bắt đầu với phát âm để việc học của chúng ta được thuận lợi hơn, được tốt hơn, được nhanh chóng và bền vững hơn. Sau khi có một nền tảng phát âm đủ vững và một lượng từ vựng đủ dài thì chúng ta sẽ tiến hành đi giao tiếp thực tế, hãy sử dụng nó nhiều lên, kết hợp với học tập rèn luyện để hoàn thiện cái mái nhà ngữ pháp của mình. Và đây cũng chính là quy trình để các bạn học tất cả các môn ngoại ngữ khác chứ không chỉ riêng gì tiếng Trung. Ngay bây giờ thì mình mong muốn rằng các bạn hãy vẽ nguyên ngôi nhà này của mình vào vở. Đừng chỉ gạch đầu dòng mà hãy vẽ hình ảnh ngôi nhà vào vở. Vì mình tin rằng hình ảnh sẽ giúp các bạn lưu giữ được kiến thức tốt hơn rất nhiều. Rồi, và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe để có thể theo dõi những video hữu ích hơn phía sau nhé. Chào chị.